Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Hôm nay là tối thứ ba mà đáng lẽ ra phải một số hỏi đáp như bình thường. Tuy nhiên thì xen lẫn với các số hỏi đáp ấy thì mình sẽ mở thêm một chuyên mục nữa, đó chính là việc giải đáp các thắc mắc công nghệ. Thì chủ đề ngày hôm nay sẽ là xoay quanh vấn đề Z490, cùng với đó là CPU thế hệ 10 của Intel. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Như các bạn có thể thấy thì bom mạch chủ Z490 mình đã có làm một video giới thiệu nhanh về bom mạch chủ của Giga rồi. Nếu như anh em nào chưa xem ấy thì có thể xem ở ngay bên trên, bên trái hoặc bên phải của mình. Rồi, còn các CPU thế hệ 10 của Intel, anh em hoàn toàn có thể xem được ở trên trang chủ của Intel, Intel ARK hoặc là đọc Intel Arc, cái này tùy cách đọc của mỗi người thôi. Thì anh em có thể xem được từ CPU Core i5, Core i7 hay thậm chí là Core i9 10900K thì trên trang chủ của Intel cũng đã có public đầy đủ hết rồi. Thế nên mình sẽ không đề cập đến spec của các CPU này nữa. Rồi, thì mình sẽ quay trở lại vấn đề, đó chính là vẫn là tiến trình 14 nanomet. Cái tiến trình 14 nanomet ấy, anh em biết rồi đấy, Intel đã được ra mắt tương đối lâu rồi. Thật là mấy năm chắc mình không phải nói đâu. Nói thì nó lại hơi buồn cười một chút. Tuy nhiên, ra mắt lâu như vậy rồi ấy, thì Intel đang tận dụng gần như toàn bộ những gì mà tiến trình 14 nanomet có thể mang lại. Và cái yếu tố đầu tiên mà anh em có thể thấy được đó chính là về mức CPU xung cao hơn rất nhiều khi so với các thế hệ tiền nhiệm. Và cái thứ hai đó chính là nhiều nhân hơn. Cụ thể ở đây nhá, đến i9 9900K nó cũng xung nhịp tua boost đơn nhân rất cao đến tận 5.0GHz, và xung nhịp boost đa nhân của nó là rơi vào khoảng 4.7GHz và nó có tận 8 nhân. Và anh em biết đấy, CPU của Intel con 9900K nó rất nóng, bởi vì ngày xưa mình có test rồi ấy. Mặc dù mức TDP nó chỉ ghi là 95W thôi, nhưng thực tế nó lại tiêu hao một cách điện nó lớn hơn, tiêu hao hình như mình nhớ loanh quanh khoảng 170W. Rồi thì tập trung lại cái vấn đề đó chính là chuyển sang thế hệ 10 thì CPU i9 của Intel 10900K nó vẫn có mức xung nhịp rất cao lên tận 5.3GHz cơ. Thế nhưng một điều anh em biết gì không, số lượng nhân nó được đẩy lên thành 10 nhân rồi, và việc thay đổi cái socket CPU ấy, thứ nhất ấy là để gọi là để giảm áp lực lên các cái chân pin của CPU. Anh em biết rồi đấy, còn 9900K nó đã nóng như vậy rồi mà chuyển sang 10900K, tiến trình vẫn là 14 nanomet, nhiều nhân hơn, xung nhịp cao hơn, thì cái lượng điện năng sẽ đẩy vào CPU rất lớn, qua đó thì nhiệt độ của CPU nó sẽ cao lên. Tuy nhiên thì khi mà Intel đã gọi là thiết kế lại cái vấn đề gọi là socket ấy thì đã giảm điện năng gây áp lực, giảm số ampere gây áp lực vào các chân pin của CPU, qua đấy thì nhiệt độ của CPU nó sẽ đảm bảo luôn ở mức gọi là tối ưu hóa nhất. Và ngoài ra thì một lý do khác thì anh em cũng biết rồi đấy, thì mình sẽ không đề cập đến. Thì mình sẽ tổng kết lại cái vấn đề tại sao Intel lại đổ socket. Đơn giản dễ hiểu thôi, là để tối ưu hóa nhất cho cái tiến trình 14 nanomet của họ, coi như là để một bước đệm để chuyển sang một tiến trình mới, có thể sang năm một tiến trình mới hoặc là vẫn như nào đó thì mình không biết được. Rồi thì mình sẽ chuyển sang một cái vấn đề tiếp theo, đó chính là tại sao Z490 hỗ trợ PCIe 4.0. thực tế ra ấy, thì khi anh em cắm các cái thiết bị khác ở lên các cái bom mạch chủ Z490 thì tốc độ của nó vẫn cứ là 3.0 thôi, bởi vì CPU thế hệ 10 của Intel nó vẫn hỗ trợ PCIe Express 3.0. và thực tế ra ấy, cái tốc độ PCIe Express 4.0 ấy nó vẫn chưa mang lại quá nhiều gọi là những sự thay đổi khác biệt. Khác biệt nhất có lẽ chỉ nằm ở vấn đề gọi là SSD thôi. Mình đang suy nghĩ đến VGA cơ, nhưng có lẽ VGA vẫn chưa đem lại nhiều sự khác biệt. Khác biệt nhất lớn nhất vẫn cứ là SSD, khi mà tốc độ đọc và ghi đã được cải thiện nhiều. Còn tốc độ thực tế, tốc độ test 4K ấy, thì nó vẫn nằm ở mức gọi là trung bình thôi. Mình thấy vẫn chưa ấn tượng lắm. Và việc ấy, các mẫu bom mạch chủ Z490 có hỗ trợ PCIe 4.0 đó chính là nó sẵn sàng cho thế hệ tiếp theo. Nếu mà vẫn sử dụng cái socket LGA1200, vẫn sử dụng socket đấy, thì thế hệ tiếp theo của Intel mà hỗ trợ thì cắm vào, thì các bạn sẽ không phải mẫu bom mạch chủ mới. Đây có lẽ là một bước gọi là chuẩn bị sẵn cho cái thế hệ PCIe 4.0. Thì PCIe 3.0 đã ra mắt được khoảng thời gian rồi, và bên phía của AMD cũng đã mang 4.0 lên các cái dòng bom mạch chủ rồi, thì Intel chắc chắn cũng sẽ cho ra mắt thôi. Nhanh nhất thì sẽ khoảng sang năm, hoặc là chậm nhất thì khoảng độ 2 năm nữa là anh em đã có PCIe 4.0 trên các mẫu CPU của Intel rồi. Rồi thì tổng kết lại hai cái vấn đề thì mình sẽ vẫn nói lại thôi, để cho anh em nếu mà chưa theo dõi được mà mãi tua ấy thì mình sẽ tua ngắn lại như này. Đầu tiên, lý do Intel đổi socket là để giảm nhiệt độ cho CPU. Khi mà CPU đã tăng số lượng nhân lên, số xung nhịp lên ấy, thì đồng nghĩa một việc đó chính là lượng điện năng nó đẩy vào cao. Tuy nhiên khi đã thiết kế lại cái vấn đề gọi là socket của CPU thì lượng điện năng nó đã được tối ưu hơn, mà nó giảm đi khi so với thế hệ trước một chút. Cụ thể như nào thì mình phải đợi có sản phẩm trên tay thì mình có thể biết được. Và cái thứ hai ấy là các bom mạch chủ Z490 có hỗ trợ PCIe 4.0 là để chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo của Intel vẫn sử dụng socket LGA1200, có thể sử dụng được luôn mà không nhất thiết phải thay một mẫu bom mạch chủ khác.
Ok, nếu như các bạn thấy cái chủ đề này mà nó hay ho ấy, thì đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Anphat Computer, hoặc để lại bất kỳ một cái bình luận nào, một chủ đề nào muốn chúng mình làm, thì chúng mình sẽ tung ra hàng tháng khoảng 2 số cho các bạn có thể theo dõi được. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác, sớm thôi.